Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 3 viết hàm kiểm tra trong mạng các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không. Về yêu cầu của bài này rất là gì? Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa ra một cái mạng cùng 3 phần tử 146. Thì các bạn có thể thấy cái số trong cái mạng này có hai số chẵn là 4 và 6 đúng không ạ? Thì nó đều là bé hơn 2004 đúng không ạ? Đấy. Nên kết quả nó của nó trả về là nó tồn tại đúng không? Tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 đúng không ạ? Đấy. Thì đó là một cái ví dụ các bạn có thể hiểu được cái yêu cầu của bài toán này đúng không ạ? Ví dụ ở đây mình cho một số chẵn không được ạ? Một số chẵn ở đây là bay đúng không ạ? Là số lẻ đúng không ạ? Nhưng ở đây cái phần tử thứ hai thứ một này là 4 đúng không ạ? 4 là một số chẵn đúng không ạ? Mà nó nhỏ hơn 2004 đúng không ạ? Đấy, thì đương nhiên nó sẽ tồn tại cái giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 đúng không ạ? Rồi. Thì để giải bài toán này thì đầu tiên mình cũng cần phải tạo một số cái thư viện cho nó. Đấy. STDIO hay CONDIO và sau đó định nghĩa một cái mark có độ dài là 100. Rồi sau đó mình sẽ cần phải viết một số cái hàm nhập mạng hay là hàm xuất mạng đúng không? Nhập xuất này. Và sau đó sẽ là một cái hàm kiểm tra để xem là cái số trong cái mạng đó có phải có cái giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không. Đấy, và sau đó sẽ đi vào cái hàm main. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái hàm. Đầu tiên là với hàm nhập. Và trong hàm nhập này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ nhập cái số phần tử của mạng đúng không ạ? Đấy. Và nếu như cái số phần tử của mạng nó mà bé hơn 0 hoặc là lớn hơn cái giá trị mắc này, lớn hơn cái giá trị mà ban đầu mình đã định nghĩa cho nó đấy. Rồi, thì nó sẽ in ra cái dòng chữ là cái phần tử này có không ở đây và chúng ta cần phải kiểm tra lại và nhập lại đúng không ạ? Đúng không? Ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh do while. Đấy. Do while. Đấy. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for đúng không ạ? Trong cái vòng lặp for này mình sẽ sử dụng cái biến chạy y. Nó tương tự như là một cái biến thứ tự đúng không ạ? Nó sẽ chạy từ thứ tự thứ 0 này, chạy từ 0 cho đến bé n đúng không ạ? Và sau mỗi lần ấy, vậy thì nó sẽ cộng thằng y lên đúng không? Và sau đó sẽ in ra những cái phần tử, giá trị của phần tử mạng. Đấy. Sau đó là sẽ đến hàm xuất. Đấy, sau khi chúng ta đã nhập số phần tử của mạng hay là cái giá trị của phần tử mạng thì chúng ta phải in nó ra đúng không ạ? Đấy. Thì đây là cái mục đích của cái hàm xuất này. Trong hàm xuất này thì mình cũng sử dụng cái vòng for và sau đó sẽ dùng câu lệnh print để in ra những cái phần tử của mạng. Sau đó đây là cái phần quan trọng. Phần này là dùng chúng ta cũng có thể gọi đó là cái phần chương trình để kiểm tra. Tức là gì? Nó sẽ kiểm tra xem là trong cái mạng đó có cái phần tử nào chẵn mà bé hơn 2004 hay không, đúng không ạ? Thì nó cũng kiểm tra theo kiểu lần lượt. Đấy, nó kiểm tra từng lần lượt từng cái giá trị một ở trong cái mạng ban đầu mình đã nhập, đúng không ạ? Và nó gán một cái biến tìm ban đầu là cho nó là bằng 0. Mục đích của nó thì như nào thì lát nữa mình sẽ nói sau. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để lần lượt đến hết các cái phần tử. Và sau đó này nó sẽ sử dụng câu lệnh if này này. Đấy. Nếu như mà cái giá trị AI này ấy, mà nó mà chia cho 2 đúng không? Đấy, AI phần trăm 2 bằng 0
tức là AI này, thì giá trị phần tử của phần tử AI này nó mà chia cho 2 này, và cái giá trị AI đó nó nhỏ hơn 2004 này, thì lúc đó nó sẽ gán cái biến tìm ban đầu này là bằng 1, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó vẫn giữ nguyên cái giá trị ban đầu tìm bằng 0, đúng không ạ? Đây. Cái giá trị AI mà chia cho 2 bằng 0 thì tự đương nhiên nó là số chắc, đúng không ạ? Đấy. Vậy cái biến tìm này nó tìm đến khi khi cái biến tìm này bằng 1 thì tương đương với việc cái số AI là số chắc. Đấy. Và khi nó không bằng 1, tức là nó bằng 0, thì nó là một cái số lẻ mà cái điều kiện AI bé 2004 là sai. Đấy. Chỉ cần một trong hai điều kiện này nó không đúng thì cái biến tìm bằng 1 này nó không xảy ra. Đó. Và sau đó sẽ trả về kết quả ở cái biến tìm này, tức là hàm kiểm tra này nó sẽ cho kết quả của cái biến tìm này. Rồi mình sẽ đi vào cái hàm main, và trong hàm main này thì mình cần phải khai báo cái số phần tử của mạng và khai báo cái mạng A với cái độ dài của nó, độ dài phần tử là max là 100, và sau đó sẽ gọi cái hàm nhập hàm xuất mạng lúc nãy mình đã làm ở trên. Sau đó sẽ khai báo một cái bên, lúc này sẽ khai báo tìm. Bên tìm ở đây thì chính là bằng cái kết quả của cái hàm kiểm tra đây. Đấy. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái lệnh, câu lệnh if. If này mục đích là gì? Vì tại sao mình lại lúc này mình lại đặt là ở trên cái bên tìm là 0 và 1 này, thì nó có tác dụng như sau. Như các bạn biết, nếu như cái tìm này mà bằng 1, đúng không ạ, thì nó là số chắn, đúng không ạ, và nó nhỏ hơn 2004, đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái mục đích của nó. Còn nếu như mà không, nếu mà cái bên tìm này nó không bằng 1, tức là nó bằng 0 đấy, thì nó sẽ không cái in ra cái dòng lệnh là không tìm thấy, đúng không ạ? Đơn giản vậy thôi ạ. Thì các bạn có thể hiểu bên này ạ, cái bên tìm khi bên tìm này bằng 1 thì tương đương với việc nó là cái số chẵn và có cái giá trị là nhỏ hơn 2004, thì nó sẽ in ra cái giá trị là in cái dòng lệnh là tìm thấy đâu, đúng không ạ? Còn nếu ngược lại nếu như cái bên tìm này không không bằng 1, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là không tìm thấy, đúng không ạ? Rồi sau đó sẽ là get và return. Thì trên đây là toàn bộ cái chương trình mình đã viết cho cái bài toán này, và sau đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi ở đây sẽ mình sẽ nhập làm A, phần tử mình sẽ nhập là trừ 1 bất kỳ nha, 2 hay 2 này. Thì nó lại in ra cái dòng lệnh là tìm thấy, đúng không ạ? Bởi vì ta có thể nhìn vào đây, ta có thể thấy là trong cái mạng 3 phần tử này thì nó có cái phần tử thứ hai có giá trị là bằng 2, đúng không ạ? Đấy. Mà 2 là một cái số chẵn và bé hơn 2004, đúng không ạ? Đấy. Thì rõ ràng nó cho kết quả đúng, đúng không ạ? Rồi. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ví dụ như ở đây mình nhập không nhập số chẵn xem nó có in ra kết quả đúng không? Ở đây mình sẽ nhập là 1, 3, 9. Thì nó đã in ra cái phần tử của mạng này. Sau đó nó in ra cái câu lệnh là không tìm thấy, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy vì 1, 3, 9 đều là những cái số lẻ, đúng không ạ? Nên là nó không thể đúng được, không thể tìm thấy được. Rồi, trên đây là cái bài tập viết hàm kiểm tra trong mạng các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.